vẽ tranh phong cảnh vô cùng. Này là YouTube mà, có phải TikTok đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Công Duy Tính. Chào mừng mọi người quay trở lại với cái channel YouTube của mình. Lần trước thì tôi có đăng một cái video vẽ cây lên YouTube, thì toàn nhận được những cái comment kiểu mà công nhận nó khó thật, nhưng mà chỉ cần bạn nắm bắt được một vài cái mẹo và luyện tập thường xuyên thì nó lại vô cùng dễ luôn. Nào, bây giờ thì cùng tôi tìm hiểu cách vẽ cây nhanh và đẹp hơn nhé. Đầu tiên thì chuẩn bị cho tôi một cây bút chì bình thường và một cây bút chì 8B trở lên. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cây bút 12B. Nhưng mà các bạn không cần gọt nhọn cái bút chì đâu, cứ để cho nó tè tè cái ngòi như thế này cũng được nè. Để vẽ những cái đại cảnh lớn lớn trong hoành tráng như thế này đó. À không, ý mình là trông như thế này nè, thì mình phải vẽ những cái phong cảnh nhỏ nhỏ trước, như là nhành cây, ngọn cỏ. Thì sau đó mình mới up cái level lên để mình vẽ những cái khó hơn. Trước khi vẽ thì phải thành thật với tôi là hồi nhỏ bạn đã từng vẽ cây trông như thế này rồi đúng không? Thật ra nó không sai, chỉ là nó chưa đẹp thôi. Đây, để bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cây đẹp hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ phác họa trước cái hình dáng của cái cây này nha. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ một cái cây điển hình thôi. Sử dụng các nét rằn ri để vẽ đường bao quanh cho nó. Sau đó thì mình sẽ chia ra thành các cái tán lá như thế này như tôi nè. Chia cho có to, có nhỏ cho nó sinh động ha. Trước khi vẽ thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu một chút như thế này nha. Là khi mà có ánh sáng á, thì bất kỳ cái vật thể nào cũng sẽ có những mảng sáng, mảng trung gian và tối. Thì cái cây của chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ đánh tối từ dưới lên. Kỹ thuật đánh chì này thì mới quan trọng nè, chú ý giúp mình ở cái khúc này nha. Thì mình sẽ dùng cái cây bút chì 12B vừa nãy. Rồi mình sẽ đánh các nét tự do, nhấn mạnh bút ở một đầu, rồi thả nhẹ ra, rồi lại nhấn mạnh. Cứ như thế thì chúng ta lặp đi lặp lại các nét để vẽ từng cái tán cây một. Lúc đầu thì có thể bạn chưa quen tay lắm, nhưng mà đã quen rồi á, thì cái tay mình làm quay lia lịa luôn. Nắm được cái cách vẽ này rồi thì chúng ta chỉ cần áp dụng vào bất kỳ cái cây nào cũng được luôn á. Hồi xưa giờ mọi người biết đến tôi là người vẽ tranh chân dung, không hiểu tại sao dòng đời đưa đẩy giờ tôi toàn vẽ mấy cái phong cảnh trông như thế này thôi à. Nhưng mà thật ra vẽ mấy cái này cũng khá là hay luôn á. Kiểu mỗi lần mà mình muốn chill chill thì có thể chọn một cái phong cảnh hoàng hôn nào đó, rồi bật nhạc nghe, sau đó vẽ lại thì cũng thấy hay phết. Không biết ở đây có ông nào giống tôi không, chứ ngày nào tôi cũng phải vẽ tranh. Không vẽ tranh lại cứ cảm thấy người nó bứt rứt khó chịu kiểu gì á. Dựa theo cái tán lá đã chia thì chúng ta cứ vẽ theo thôi. Vẽ như thế này nó đẹp, nhưng mà được cái nó hơi lâu và lại nó mỏi tay vô cùng luôn. Giờ thì mình nghe nhạc một chút và ngồi vẽ hết mấy cái tán lá này cùng tôi nha. Sau khi vẽ các tán lá cây tương đối rồi thì tôi sẽ dùng một cái cây cọ lông mềm như thế này nè, đè lên một lớp để làm mịn phần chì cho cái cây trông thật và nó không bị quá thô. Bạn nào mà không có cọ thì có thể dùng bông gòn cũng được nha. Vẽ xong hết mấy cây tán lá thì xuống vẽ cái thân cây như thế này nè. Tôi sẽ dùng một cây bút chì đánh các nét đi xuống theo chiều của thân cây để tạo độ sần sùi cho nó. Để cho cái cây nó thật hơn thì tôi sẽ vẽ thêm mấy cái cành cây xung quanh nữa cho nó đẹp nha. Phía sau thì mình sẽ vẽ thêm vài ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Vẽ gì thì vẽ chứ vẽ xong thì mình phải lấy sáng cho chủ thể. Mình cắt cái cục tẩy ra như thế này nè, rồi mình tẩy đi mấy chỗ sáng cho cái cây nó thật hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ thêm những cây lá ở phía ngoài cái cây nữa cho nó thêm phần sinh động nha. Và đây là thành quả nè. Vậy là sau 15 phút thì chúng ta đã vẽ được một cái cây vô cùng đơn giản rồi. Thật ra thì cũng không đơn giản lắm. Nhưng mà mình mong những gì mình chia sẻ vừa rồi thì có thể giúp được bạn một phần nào đó để bạn có thể áp dụng vào cái bức tranh của mình. Dù gì thì cũng phải luyện tập một chút thì mới có thể vẽ thành thạo được, cho nên là bạn chịu khó một chút nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở cái video tiếp theo và vẽ những cái thú vị hơn nha. Và mình rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong cái quá trình tự học vẽ của bạn. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.